Những năm gần đây, số lượng nguồn tuyển quân tại một số xã trên địa bàn huyện Khoái Châu giảm so với những năm trước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã thị trấn đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2024. Là con trai duy nhất trong gia đình, lại vừa tốt nghiệp trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, có việc làm ổn định tại một doanh nghiệp với mức lương gần 10 triệu đồng. Nhưng em Hùng ở thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu rất quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc làm của Hùng đã nhận được sự ủng hộ cao của gia đình khi được chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể của xã động viên tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự. Tham gia nghĩa vụ quân sự để hoàn thành nghĩa vụ của một công dân để đóng góp cho Tổ quốc. Tôi cũng động viên cháu khi hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Tân Châu là xã đông dân, song lại là xã vùng bãi, không có doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Lượng thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đa số đang theo học tại các trường đại học và đi làm ăn xa nhà như xuất khẩu lao động hoặc các công ty ngoài tỉnh, khiến cho nguồn tuyển quân gặp khó khăn. Qua khám tuyển đợt 1, xã đã có 26 thanh niên đi khám tuyển. Bàn hành kế hoạch hết sức chi tiết cụ thể, và trong đó thì có một nhiệm vụ chúng tôi đưa lên hàng đầu, đó là chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các công dân cũng như gia đình chấp hành tốt cái luật nghĩa vụ quân sự. Không riêng xã Tân Châu, đây cũng là khó khăn chung của nhiều địa phương trên địa bàn. Tuy nhiên, cấp ủy chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể địa phương đã và đang tích cực vận động tuyên truyền thanh niên tham gia các bước sơ tuyển. Nhờ đó, thay đổi nhận thức của nhiều thanh niên hiểu về luật nghĩa vụ quân sự và đồng lòng hưởng ứng. Khi tham gia môi trường quân đội, sau này có nhiều kinh nghiệm hơn để em được trưởng thành hơn. Gia đình cũng mong các cháu trưởng thành và hoàn thành nghĩa vụ. Hiện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công triển khai các nhiệm vụ cụ thể, trong đó phối hợp với các xã thị trấn tập trung làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn và sơ tuyển khám tuyển chặt chẽ ngay từ cơ sở. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2023, tại 2 điểm với 9 xã đã thực hiện khám tuyển đợt 1, dự kiến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, huyện sẽ hoàn thành kế hoạch khám tuyển. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch quản lý nguồn chặt chẽ, đi sâu nhấn mạnh về các cái biện pháp xử lý hành chính, tạo điều kiện cho thanh niên có điều kiện phát triển đảng trong quân đội, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm chắc tình hình đơn thư khiếu nại của các công dân khi thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Thời gian tới, bên cạnh thực hiện đúng đủ và nghiêm túc các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huyện Khoái Châu chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới từng thanh niên, từng gia đình về luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Qua đó, góp phần khắc phục những khó khăn, đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân về cả chất lượng và số lượng tân binh.